Ông Rustem Umerov, 41 tuổi, là doanh nhân và trước đây đứng đầu quỹ tài sản nhà nước Ukraine, được truyền thông trong nước coi là sự lựa chọn an toàn cho ông Zelensky khi Tổng thống Ukraine tìm cách thuyết phục các đồng minh phương Tây và công chúng rằng ông cam kết xóa bỏ nạn tham nhũng của quan chức. Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ cải tổ nội các, đồng thời yêu cầu cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov từ chức. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Haikui trút xuống miền đông nam Trung Quốc đã gây ngập lụt trên diện rộng, buộc một số thành phố tại tỉnh Phúc Kiến dừng các dịch vụ tàu điện, đóng cửa trường học. Hơn 36.000 người tại thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến, đã phải sơ tán. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 1 người mất tích do mưa lũ tại đây. Theo Cơ quan Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán của thành phố, mưa lớn đã gây thiệt hại kinh tế, ước tính hơn 552 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 76,7 triệu đô la Mỹ. Dự báo, bão sẽ tiếp tục gây mưa kéo dài đến ngày 8 tháng 9 tại khu vực trung tâm và phía nam của tỉnh Phúc Kiến, sau đó suy yếu. Theo nhà khí tượng học Clarnessy của Anh, biến đổi khí hậu có thể góp phần gây ra thời tiết tháng 9 nóng bất thường ở Anh và trên khắp châu Âu. Văn phòng khí tượng Anh cho hay, hiện tượng sóng nhiệt đã xuất hiện trên phần lớn đất nước, đồng thời đưa ra cảnh báo màu cam do gia tăng rủi ro đối với người già và những người có tình trạng sức khỏe kém. Theo các nhà khoa học, xu hướng mức nhiệt kỷ lục liên tiếp bị phá vỡ cho thấy hành tinh này đang nóng lên. Dự báo nhiệt độ ban ngày ở Vương quốc Anh sẽ đạt đỉnh 33 độ C trong 6 ngày liên tiếp. Tuần này, học sinh ở nhiều nơi trên thế giới chính thức bắt đầu năm học mới. Tuy nhiên, ở Anh, hơn 100 trường học vẫn chưa thể mở cửa hoặc chỉ mở một phần vì đối mặt với nguy cơ bị sập. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về vấn đề này, không được giải quyết triệt để dù đã được biết trước. Phẫn nộ và bức xúc là tâm trạng mà bà Caroline Evan đang phải trải qua. Bà là hiệu trưởng của một trường tiểu học đang bị đóng cửa ở thành phố Leicester, bởi nhà chức trách cho rằng các cấu trúc của lớp học không an toàn và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khu hành lang chính hiện là nơi các giáo viên làm việc, vì đây là khu vực an toàn. Các phòng khác đều có trần xây bằng bê tông khí trưng áp cốt thép. Vì vậy, chúng đã bị đình chỉ sử dụng bởi chính phủ xác định chúng đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Bê tông khí trưng áp cốt thép được sử dụng rộng rãi tại Anh vào những năm 1960 và 1970. Nhưng các kỹ sư cho biết loại bê tông này xuống cấp nhanh và có tuổi thọ chỉ khoảng 30 năm, đồng thời dễ làm hư hại cấu trúc. Sự an toàn của loại bê tông này đã được cảnh báo từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, đến năm 2018, Bộ Giáo dục Anh mới bắt đầu xem xét các rủi ro khi mái nhà một ngôi trường ở hạt Kent bị sập. Thật phẫn nộ khi các bộ trưởng đã biết về vấn đề này từ 5 năm trước, rằng một trường học bị sập và bị ảnh hưởng bởi loại bê tông này. Trong nhiều tháng qua, tôi đã nhiều lần kêu gọi phải hành động và đã đến lúc các bộ trưởng phải công bố danh sách đầy đủ các trường học bị ảnh hưởng và công khai chúng với các bậc phụ huynh. Giữa tầm bão, một cựu quan chức của Bộ Giáo dục Anh đã lên tiếng khẳng định rằng Thủ tướng đương nhiệm Rishi Sunak đã từ chối yêu cầu đại tu các trường học khi ông còn đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính. Tuy nhiên, ông Sunak đã lên tiếng phản đối, nói rằng ông đã đưa ra những chiến lược cụ thể dành cho ngành giáo dục, đồng thời khẳng định chỉ 5% ngôi trường trên toàn nước Anh gặp phải vấn đề này. Tôi muốn mọi người hiểu về quy mô của những gì đang xảy ra. Có khoảng 22.000 trường học ở Anh và điều quan trọng cần biết là khoảng 95% trong số đó sẽ không bị ảnh hưởng. Khoảng 50 trường học xuống cấp nhẹ. 100 trường khác đang trong quá trình đánh giá và chúng tôi kỳ vọng trong vài tuần nữa sẽ xác định được phần lớn các trường còn lại gặp phải vấn đề này. Hệ thống giáo dục của nước Anh vốn đang trong quá trình phục hồi sau thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng trong thời kỳ đại dịch COVID-19, hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Từ cuộc đình công quy mô lớn kéo dài 6 tháng của giáo viên trong năm nay, cho đến tình trạng thiếu kinh phí hoạt động tại các trường học do tỷ lệ lạm phát cao. Sự xuống cấp của các cơ sở hạ tầng giáo dục được cho là làm gia tăng sức ép lên Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào thời điểm ông chuẩn bị tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm tới. Trên thế giới có rất nhiều người sinh ra dù cơ thể không hoàn hảo, lành lặn, nhưng ở họ lại tỏa sáng khát khao cống hiến, khát khao sống và nghị lực phi thường. Họ đã vượt lên số phận nghiệt ngã, làm được những việc phi thường khiến cả thế giới kinh ngạc và nể phục. Câu chuyện của họ đã lay động trái tim của hàng triệu người. Mới đây, nhìn các vũ công đang say sưa nhảy theo điệu nhạc trên sân khấu ở thành phố Ibadan, Tây Nam, Nigeria. Không ai nghĩ tất cả họ đều bị khiếm thính. Phần trình diễn của họ đã thực sự khiến khán giả xúc động và trầm trồ thán phục. Tại một buổi hòa nhạc khiêu vũ, Omo Winnie Otoyuni, một vũ công nghiệp dư 20 tuổi và các bạn của mình đã làm khán giả thích thú khi
khi họ biểu diễn trong một chương trình nhằm thách thức những định kiến về khiếm thính. Tôi không hiểu làm thế nào để họ nhận biết được nhịp điệu âm nhạc và để chuyển thể nó thành các động tác. Họ thực sự gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Họ rất tuyệt vời và tôi không có từ nào đủ để miêu tả về họ. Con đường bước vào thế giới khiêu vũ của các vũ công khiếm thính này là nhờ sự hỗ trợ của một giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu, Samuel James, người đã sáng lập ra tổ chức kết nối những người khiếm thính với tham vọng mang đến cho họ cơ hội được biểu diễn và xóa bỏ các thành kiến của xã hội. Chúng tôi đang cố gắng phá bỏ những định kiến đối với người khiếm thính. Chúng tôi đang cố gắng chứng minh cho mọi người thấy người khiếm thính vẫn có thể nhảy được và họ có thể làm được mọi thứ trừ khả năng nghe. Khi chúng tôi đến đâu đó biểu diễn, nhiều người vẫn còn tỏ ra hoài nghi và nói làm sao người khiếm thính có thể nhảy được bởi họ đâu có nghe được các giai điệu cũng như cảm được nhạc. Vì không thể cảm nhạc được dễ dàng như những người bình thường khác, nên việc luyện tập của các vũ công khiếm thính thường rất khó khăn. Nhưng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của anh Samuel, cùng với sự hăng say luyện tập một cách nghiêm túc, nhóm vũ công đã tạo nên điều bất ngờ. Chúng tôi thực sự ấn tượng trước tài năng của nhóm vũ công khiếm thính. Họ đã nhảy rất điêu luyện. Chưa hài lòng với những gì đã đạt được, các thành viên trong nhóm vẫn đang hàng ngày cố gắng để ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi biết thành công vẫn còn ở phía trước, do vậy chúng tôi sẽ tiếp tục học hỏi, tập luyện để hoàn thiện bản thân hơn. Tôi tin rằng rồi một ngày nào đó, nhóm của chúng tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Tại Nigeria, các hoạt động biểu diễn của các nghệ sĩ khiếm thính thường rất hiếm do người khuyết tật không có nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Nhưng nhóm vũ công khiếm thính này đã đi biểu diễn tại nhiều bang của Nigeria và từng tham gia trực tuyến lễ hội quốc tế dành cho người khiếm thính tại Mỹ.